Rồi Tùng xin chào tất cả mọi người nha. Chào người đến với clip này Tùng. Clip này Tùng sẽ có thanh lý cần dựng mấy câu lua, mấy câu ngâm nha mọi người nha. Và một số phụ kiện khi anh em đi câu lua thì Tùng sẽ bán combo cho mọi người luôn nha. Giá thì sẽ rất là tốt luôn. Rồi khi mọi người tham gia và mọi người mua đồ anh Tùng á, thì cuối năm mọi người sẽ được bốc thăm trúng thưởng máy Sina nha mọi người nha. Thì cái đây là phần quà hoàn toàn miễn phí. Máy thì gần như mới, thì con máy này đợt trước Tùng có nói là mình sách tay Nhật về mọi người á, giá thì cao hơn giá Việt Nam á, nên Tùng sẽ đỡ bốc thăm cho mọi người luôn. Thì con máy này là full hợp, có cước sẵn luôn, tặng kèm người một cái đai luôn, ba đai qua luôn nha. Đấy, thì khi mình mua máy bên Tùng mọi người sẽ được nhận một cái phiếu bốc thăm đó. Thì đây là phần thưởng chúng ta nha. Rồi mở đầu trong clip này Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy Bang Spin Vision 5. Thì đây là một con máy size 4500 nha mọi người nha. Chạy nền tảng là 6 bậc đạn. Thì con Bang này là phiên bản đặc biệt, tại vì cái tay nó là tay của Bang Slammer 3. Bang Slammer không người. Đó, tại vì cái tay của nó là tay màu vàng. Còn đối với phiên bản thường á, thì cái tay của nó là nấm bằng cao su nha. Còn phiên bản đặc biệt là cái nấm của nó sẽ là bằng cái này. Thì riêng cái tay quay này không người mua ở trên trang chính của nó, dao động từ khoảng 550-600 nha, cái tay quay không nha. Đó, chưa tính spool những khác. Thì con máy này thì Tùng sẽ bán giá là giá sát nha mọi người nha, cho anh em về anh em chơi trải nghiệm. Máy thì vẫn câu bình thường nha, câu bình thường. Thì cái máy này Tùng đã vô full dây ProBest, thì dây này tầm khoảng 0.5 mấy mọi người về câu được rất nhiều thể loại nha. Máy này mọi người thở là câu lua, câu ngâm, câu lên xe. Size này size 4500 thì tương đương với size 4000 của Ben. Ngoại hình thì có chày nha, có chày. Đấy. Kim loại full metal body thì ngoại hình có chày. Giá thì Tùng bán giá mềm thôi mọi người. Tại vì con này khi quay á, nó sẽ có tiếng rần rần máy nha. Thì Tùng sẽ bán theo giá sát. Nhưng mà cái máy này vẫn câu bình thường nha mọi người nha. Bữa trước Tùng có lấy đi câu rồi. Mang đi câu câu lên xe mọi người, câu chép á. Thì bình thường nha, đây chung là máy thì bình thường hết nha. Âm thanh thì nó sẽ kêu bên trong như thế này. Đối với con Bang Spin Fisher á, thì sử dụng họ sẽ sử dụng công nghệ chống nước. Người thấy các ron cao su không? Đấy, ron cao su nha. Thì con này nếu anh em nào không có điều kiện mua mới á, thì anh em, đây ron cao su này, thì anh em mua những cái con này về anh em trải nghiệm. Đấy, con này là câu bình thường nha. Anh em mà đi lua gần nè, lua bè nè, hoặc là lua mấy cái đầm này, thì lấy con này là vô tư luôn. Đây, mô bin đó mọi người. Máy thì hoạt động bình thường nha. Máy thì hoạt động ok nha. Nhưng mà quay thì mọi người sẽ có tiếng rằng. Này, nếu mọi người câu, mọi người lua vẫn bình thường nha. Lua, mọi người đi lua lóc rừng cũng được luôn. Tại vì size này là size câu bạo lực rồi. Đấy, bạo lực. Câu thì vẫn bình thường nha mọi người nha. Nhưng mà quay thì nó sẽ có tiếng rằng. Tại mình bán như thế nào thì mình nói cho mọi người biết như thế thôi. Đối con này riêng á, thì nó chạy 6 bậc đạn rồi. Đấy. Thông số dây nó từ hơi mờ hơn xíu nha mọi người nha. Cối này, con này là cối sâu. Cối sâu nha. Xài dây số 4, số 5 là vô tư luôn. Cối sâu nha, 6 bậc đạn. Và nó chạy trên nền tảng là dòng quay của nó là 6.2 nha. Là dòng quay nhanh. Quay nhanh nha. Đấy. Full metal body nha. Giá con này Tùng sẽ bán với giá là 800.000 cộng ship. Câu thì bình thường nha mọi người nha. Tùng bao người cảo cá luôn. Câu bình thường nhưng mà quay này thì nó bị rần. Nên mọi người cảm giác nó rất là khó chịu cái tay thôi. Còn nếu anh em mà không quan tâm nó thì câu bình thường thôi. Đó, thì con này Tùng đi câu và Tùng test rồi. Hoạt động bình thường rồi. Quay thì nó có tiếng rần. Mọi người cảm thấy khó chịu thôi. Rồi giá 800.000 cộng ship cho người về. Mọi người câu tất cả thể loại. Cỡ cả lua luôn. Ngâm lên xe luôn. Đó, câu bình thường nha, quay thì có tiếng rằng, giá 800 cộng ship cho anh em chơi. Bên mà giá 800 cộng ship mà riêng cái núm cái tay quay không, là nếu người mua lẻ thì tầm khoảng 550-600 ngàn mọi người. Nhưng mà đó là tay quay bán ngoài nha, còn nó mà mọi người, đây là tay quay zin của nó luôn rồi, khác nha. Đối dòng này thì tay quay mọi người sẽ là tay quay là răng vặn. Đây, mọi người đổi chiều trái phải nha. Đây, bên này mọi người sẽ đổi ngược lại, mọi người tháo ra mọi người đổi thôi. Đầu tay là người cứng quá. Cái này là mọi người có cái người gì mọi người lấy cái miếng cao su, mọi người đổ vào, mọi người lấy kìm, người dặn nha. Dặn không mà sần tay luôn người. Đó. Giá 800.000 cộng ship. Đó, giao đồ bét vô full nồi luôn. Cái đai này thì Tùng giữ lại nha. Tại cái đai này thì
của Tùng á, đỡ Tùng đi câu á, thì Tùng gắn nó vào thôi. Đó, khi mà mọi người mua thì Tùng sẽ lấy ra thun, Tùng sẽ cột lại cái phần dây này cho mọi người. Dây đầu bếp này là dây gần như mới nha. Cái này là Tùng ra nồi luôn mọi người. Đó, nên em chơi. Đó. Công nghệ kho ham HT100 này, công nghệ kho này là kho độc quyền của Mỹ nha. À, sử dụng lá thắng carbon mọi người. Đây, size nó này. Màu vàng, anh em hợp màu vàng thì lấy này nha. Giá 800 cộng ship, một cái giá quá hời cho anh em là trải nghiệm con dòng máy bên, dòng máy của Mỹ. Rồi, tôi sẽ bỏ qua một bên nha. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ bán máy trước nha, lát là tôi sẽ bán dụng cụ. Tiếp theo đây tôi sẽ có một con máy câu lua, đây là con Sina 2500 SD. Là một con máy bữa trước có anh khách anh nhờ tôi xăng là size 4000 người. Nhưng mà cái size 4000 thì nó chạy nhiều quá tôi không lấy được. Với lại là nhiều khi nó nát quá tôi không lấy, nên tôi lấy con 2500 này. Mọi người nhìn này, cái con máy này còn rất là sắc nha, rất là sắc luôn. Đấy, đít đồ này, còn rất là sắc luôn. Dòng FD này á, là rất là bền luôn. Tại dòng này nó chạy nền tảng là 4 building rồi, 4 building nha. Đó, cái dòng này nè, mọi người thấy trong máy nó còn đẹp không? Đấy, những cái con như thế này giờ mọi người săn lại rất là khó luôn. Mà thấy mọi người thang máy không? Rất là chắc luôn nha, con máy rất là chắc luôn. Dạng như con này bây giờ mọi người mua dạng sưu tầm thôi mọi người nha, sưu tầm hoặc là người gì người câu lua câu bề nè. Mấy con này mà những anh nào mà đợi trước câu á, câu lua á, thì máy này rất là thích con này, tại con này cực kỳ bền luôn. Rồi, dây thì nó sẽ có dạng sẵn dây bơ e nha, dây này là dây 1.5 này. Ở đây tụi thấy có cước này mọi người, thì ở trong này nó sẽ có độ một cái lớp cước nhỏ nha, để cho nó đầy cối này. Thì cái này nó sẽ là gần full nồi rồi, nó sẽ hơi dư một xíu, nó sẽ thiếu một xíu này, thiếu một cái vòng này mọi người, không? Thì cái này mọi người về mọi người thở, tại cái này bán tụi sẽ bán kèm theo nha, chứ tụi không có tháo ra. Đấy, thì anh em có thể mở cái bê này ra, tại một cái máy á, mọi người câu bê tầm khoảng 5-60 mét thôi, tầm người câu lua mà, thì không có cần nhiều đâu, mọi người đổ bên trong vào giúp tụi. Đấy, còn mọi người không thích thì mọi người có thể tháo ra, mọi người câu câu cá chim, cá chép, câu linh xe bình thường thôi, 5-60 mét thì dư sức rồi mọi người. Đấy, còn đây trên đó nè mọi người, đấy. Trên này còn ok nha. Đấy, anh em mà thích cái dòng này thì lấy về mọi người vừa câu vừa sưu tầm. Hoạt động thì Tùng test rồi. Con lăn rồi Tùng test hết mọi người rồi, con lăn ok. Đấy, mọi người nhìn ở chân máy là biết cái con máy nó còn ok rồi. Ở trên này thì nó sẽ có những cái vết dạng như đây, sơn này, theo thời gian nha. Thì nó không có đáng kể đâu mọi người, bình thường thôi. Tại cái con máy này nó ra khá lâu rồi. Bây giờ săn được con máy như thế này là cực kỳ hiếm luôn nha. Thông số dây nó nè mọi người. Đấy, thông số dây. Thì cái con này á, Tùng mở bên trong cho mọi người coi nha. Cái con này nó được độn hai cái miếng, hai cái miếng này là miếng lông đờn nha. Anh em là mua về á, anh em rút hai miếng lông đờn ra giúp Tùng nha. Đây. Thì cái con này nó độn hai cái anh khách này, anh chủ này, anh độn hai miếng lông đờn này ở dưới này. Thì khi người về, người rút cái miếng lông đờn cho mà rút cái miếng lấy cò lấy âm thanh ra đỡ người rút hai miếng lông đờn ra nha. Tại vì cái máy này cái nguyên tắc của nó không có hai miếng lông đờn này đâu, là cái phần này nè, cái lẫy âm thanh này nè, đánh số nó phải nằm dưới cùng và trên này nó sẽ là miếng lông đờn. Nhưng mà anh khách anh gắn vào, Tùng thì Tùng không có thời gian để Tùng mở mọi người, thì mọi người về người rút ra Tùng nha. Thì khi mà cái miếng này nó cao hơn á, thì cái phần âm thanh này nè mọi người nhìn nè, thì nó sẽ thấp hơn cái miếng này. Thì khi mọi người xoay á, thì âm thanh nó kêu rất là nhỏ hoặc là không kêu. Bình thường tất cả mọi thứ bình thường hết nha mọi người nhé, không cái gì không có bị lỗi hết nha, tại vì độ cái miếng này lên cao quá nè. Đấy, thì mọi người về mọi người rút ra tiếp tục. Rồi thì cái phần lấy âm thanh này nó sẽ nằm đúng cái vị trí của cái miếng này thì nó sẽ kêu. Thì bây giờ tuần quay thì nó vẫn kêu nhưng mà nó kêu nhỏ, tại vì cái phần âm thanh nó lên cao. Mọi người nghe không? Nó vẫn kêu. Đó, nó vẫn kêu nhưng mà nó kêu nhỏ, tại vì hai cái miếng lông đờn nó đẩy lên phía cao không người. Đấy, thì con máy này là Tùng săn về dạng như dạng sưu tầm thôi. Đó, nên giá Tùng bán ra thì nó hơi nhỉnh một xíu. Thì anh em nào thích cái dòng này sưu tầm á, thì anh em hãy mua. Còn những anh em nào không thích thì anh em bỏ qua nha, tại vì cái dòng máy này giờ kiếm rất là khó luôn. Đó, có một số anh kia nhờ Tùng kiếm xa 4000 nhưng mà không có, tại vì những xa 4000 kia nó ghê quá, Tùng thấy nhưng mà nó ghê quá Tùng không có lấy. Thì con này là còn rất là sắc luôn, rất là sắc luôn nha. Mọi người nhìn nó, tay quay nó nè,
Đó, tôi quay rất đặc biệt. Đối dòng 2,5 này, nhưng mà tay quay nó sẽ thiết kế dài hơn sau cái dòng Sina. Mọi người nhìn cái tay quay nó nè, ngang cái size 4.000 luôn rồi. Tay quay rất là dài luôn nha. Thì khi tay quay dài thì cái vấn đề mà thao tác của mọi người á, nó sẽ cầm mà nó sẽ nhanh hơn nha, nó sẽ nhanh hơn. Đấy, hoạt động thì bao người êm mượt luôn. Đó. Khi người quay cái dây nó hơi vướng vào nha, đó, hơi vướng vào. Thì ngoại hình Tùng có quay kỹ cho mọi người rồi. Anh em nào thích thì lấy con này về vừa sưu tầm, thì người mua cái một cái cây gắn máy như thế này, người đặt lên người sưu tầm. Con máy này cũng rất là chắc, mọi người nhìn thấy không? Tụt đỡ xa này, nó rất là nổi luôn á, nó nổi hơn cái con Sina 4.000 luôn mọi người. Không, trần máy cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá con này Tùng sẽ bán với giá sưu tầm là 650 cộng ship nhé. Còn một con máy còn rất là chắc luôn, 650 cộng ship. Anh em mà thích thì mua máy về sưu tầm. Tạo dòng này giờ nó không còn nữa đúng rồi, không có sản xuất nữa đâu. Đấy. So với những con máy kia thì nói chung này cả là một vấn đề mọi người nhé. 650 cộng ship. Đó. Anh em đã biết con máy này thì Tùng không có cần phải giới thiệu rồi. Còn anh em là chưa biết con máy này thì có thể tìm hiểu thêm nha. Đó, kiếm một con máy như thế này thì không có đâu người. Có nhiều anh em lên Shopee hay là Lazada anh em search con máy này nó hiện, nhưng mà nhiều khi mà người mua cũng không được đâu người. Tại vì hàng nó có đâu mà mua. Đấy. Nhìn cái chân máy con, nhìn cái con máy thì cái chân là còn rất là chắc rồi người. Con máy rất ít đánh nha. Rất ít đánh luôn này. Đó. Rồi. Giá 650 cộng ship nha. Anh em mà thích thì mua về sưu tầm. Sưu tầm nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua con máy tiếp theo. Con máy tiếp theo chúng ta là con máy Benzlama 4. Thì con máy này có một anh khách đến hỏi rồi. Thì sẵn đây Tùng sẽ làm clip cho anh coi luôn. Là đây là một con máy full box nha. Benzlama 4 bao này mọi người. Ở trong này là thì con máy Benzlama 4 thì nó sẽ mặc định là hai cái núm nha mọi người nha. Đây, một cái núm zin. Núm zin nó là núm màu đen. Đó, tại Benzlama bản DX là màu đen, và một cái núm phụ. Đây là những cái bao đựng máy này. Ở trong này nó sẽ có hộp sách và bịch lông đời. Đây. Là một cái con máy này là full box nha mọi người nha. Con máy này là full box. Giá mới con này tầm khoảng tôi nhớ không nhầm là tầm 4,5-4,6 mọi người nha, tầm giá đó. Đây là thông số nó này. Thì đó những mọi người muốn xài con máy mà vừa phải với cái khối lượng và cái trọng lượng của cây cần, size 3m đến 3m3 thì mọi người có thể xài con 5,5 này. Tạo trọng lượng nó là 630g rồi mọi người. Dòng quay của con này là mặc định nó là 5.6. 5.6 là một cái dòng quay là gần như là cố định của dòng Ben nha, chỉ có dòng HS thôi thì nó sẽ là 6.2 thôi. Đó, còn đa số là nó sẽ 5.6, nó giống như cái bản HG của Shimano mọi người nha. Từ đó với con này thì nó sẽ sử dụng công nghệ trong nước IP6. Tại Mỹ thì nó sử dụng công nghệ trong nước IP6 nha. Đây IP6 nè mọi người. Và cái con này nó sẽ được nâng cấp cái bạc đạn lên là 10 bạc đạn. Đó, trong đó là 9 bạc đạn chính và một con lăng là 10 bạc đạn nha. Thông số dây nó là không không 0.4 và được 335. 0.4 và được 335m. Thì cái cối con này rất là sâu luôn nha. Đừng coi đúng không nào. Ở đây 0.36, số lượng người nha, 0.36. Đây, thông số dây này. Mm này, trên mét này, 0.36 vào được 210. 0.36 và 210 nha. Và cái con máy này sử dụng rất là nhiều công nghệ nổi tiếng của dòng Ben nha. Thì con Benzlama 4 này là con Ben mới nhất hiện tại bây giờ luôn rồi, xa trong đời Benzlama. Đó. Và những cái con Benzlama 3 mà mấy đẹp bây giờ hiện tại, bây giờ giá nó đang đội lên là tầm khoảng 2,5 triệu tới 2,7 triệu mọi người nha. Này, 2,5 triệu, 2,7. Nhưng mà đối với con Benzlama 4 này Tùng bán chỉ có giá 3,2 triệu thôi. 3,2 triệu bao ship cho người luôn. Đó, trong tầm giá thì cho người kiếm 3,2 triệu và tụi sẽ bao ship cho người luôn nha. Con máy này đây, sử dụng công nghệ trong nước IP6. Đây mọi người, IP6. Mọi người thấy những cái ron cao su không? À. Thì cái con máy này á, anh khách anh báo Tùng là đã vợ sinh nha mọi người nha. Đã vợ sinh rồi. Đã vợ sinh. Và anh khách anh nhờ Tùng là thanh lý. Và Tùng thanh lý cho anh khách nè mọi người. Giá 3,2 triệu bao ship.
Đây, bảng để ít là một cái bảng màu bạc như thế này nha. Có máy full box đầy đủ hết nha, không có thiếu cái món gì hết nha. Máy đã được vệ sinh rồi. Thì đó, những dòng máy mà khi mà người xài một thời gian đó, người chưa tự tin nó hay còn người muốn nó êm mượt hơn đó, thì người sẽ mang nó đi vệ sinh nha, vệ sinh. Đây, khi mà người quay xong á thì người sẽ siết làm cái này, siết làm cái này. Đây, máy thì êm mượt nha mọi người. Cho Tùng xin 30 giây nhé. Rồi, tiếp tục cho mọi người nhé. Đây, đây là bảng đĩa mô bin nó nè mọi người. Thông số dây nó 0.33 vào được 305m nha. Đây, còn đây là bên trong nó nè. Còn hoạt động thì Tùng kiểm tra rồi, hoạt động thì máy sau khi vệ sinh về thì hoạt động là ok hết nha, không có bị lỗi lầm gì hết. Máy thì êm. Đối với con gạt của bên Slammer thì nó rất là mạnh luôn nha, rất là mạnh luôn. Ron này, trong nước này, người nhìn này, đây bên trong đấy nè mọi người. Đây. Đây. Bên trong nó ron trong nước này mọi người thấy không? Đầy đủ hết luôn nha. Máy thì êm mượt này, người nghe không? Rất là êm mượt luôn. Đó, êm mượt nha. Không có bất kỳ vấn đề gì hết nha. Giá 3.2 Tùng đã bao ship cho người rồi. Giá 3.2 bao ship. Anh em mà thích trải nghiệm dòng này thì cứ liên hệ Tùng nha. Cả tuần này Tùng làm clip hơi chậm, mọi người thông cảm nha. Đồ hình máy thì còn khá là đẹp nha. Nó sẽ bị những cái điểm chày, bị những điểm chảy nha, nhưng mà không đáng kể đâu mọi người, được không? Còn rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Rồi, giá 3.2 bao ship cho mọi người nha. Rồi, 3.2 bao ship nha. Tôi sẽ bỏ qua một bên này. Tiếp theo thì Tùng sẽ đến cho mọi người một cái cần nha. Một cái cần. Tùng rep tin nhắn cái mọi người thông cảm nha, đợi Tùng xíu.
Thì đây là cây phôi con cá nha mọi người nha, phôi con cá, cây này khoan xích. Đây. Đầy đủ bao luôn nha mọi người nha, bao này bao 2 ngăn. Đây nè, mát 20 kg nha mọi người, mát 20 kg. Chung cái cần nó sẽ đỡ thông số cho mọi người luôn nha. Giờ tôi sẽ khui cái cần cho mọi người nha. Cái cần này dựng lên đánh rất ít nha mọi người nha. Đây, phôi con cá đời mới thì nó sẽ sắn như thế này nha, sắn nổi gân như thế này nha. Thì cây này được lên màu trắng, nó đi cùng với cái thân màu của cái cần luôn nha mọi người nha. Chỉ trắng đen này. Đây, khoen là khoen xích. Khoen là khoen xích nha. Khoen xích là khoen cao cấp rồi mọi người. Tải và chịu mài mòn tốt mọi người nha. Cái cần còn rất là đẹp luôn. Ở đây nó sẽ có dính những cái đất mọi người, đất nha. Đây. Tùng chưa có lau qua nha, Tùng có dính đất, nó có sao nó vậy nha. Khoen thì Tùng bao người luôn, không nứt không bể không gãy nha. Đấy, không nứt không bể không gãy. Đấy, còn này thì còn mới cáo mọi người, mới cáo luôn. Ở phần dưới này thì ốp cao su Fuji nha, bát Fuji tem vàng, vòng nhẫn CNC. Nó đi theo màu vàng luôn. Tại vì màu vàng nó đi theo màu chỉ mọi người. Đây. Black silver mọi người. Foil mọi người nhìn này. Sắn nha, sắn toàn thân luôn. Chào người mát 20 kg này mọi người. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có vòng chống nổ nè, vòng chống nổ này nha. Cho người câu thì nhiều khi nó bị bể, nó bị nổ cái gốc á, thì cái này là vòng chống nổ. Đấy, vòng chống nổ. Vòng chống nổ. Thì cây này nếu người mua thì Tùng sẽ bao ship hết cho người luôn nha. Giá 2,3 triệu Tùng bao ship cho người, tiền ship ống nước Tùng chịu hết luôn cho người nha. Mọi người không có phát sinh gì hết, Tùng chịu ship ống nước hết luôn. Giá 2,3 triệu 2,3 triệu là không phát sinh. Đó. Khi mua cái này Tùng sẽ nhận cọc một ít của mọi người nha. Mọi người nhận cọc, mọi người kiểm tra khoen bát hết giúp cho Tùng. Còn khoen bát thì Tùng bao người luôn, không bị vấn đề hết. Đọt cây này thì đa số cây cần dựng á, thì chiều dài nó sẽ là 3m2 nha. Và đọt sẽ là 3,8 ly. Còn cây này là bu 16, bu xích, bu 16, vòng chống nổ. Quay kỹ cho người, quay cái phôi cho người này. Phôi này là phôi màu đen. Dù mọi người đánh mọi người cứ như thế nào á, thì mọi người sẽ không thấy nó bị chày hay là không thấy nó bị như thế nào đâu. Tại phôi màu đen mọi người rất là khó thấy luôn. Đây. Cây này cũng rất là mới nha, mọi người nhìn cái mút này, nhìn cái mút không mọi người sẽ biết cây này đánh rất là ít luôn, đánh vài lần thôi. Còn nếu mà cái cây này á, mà đánh nhiều lần á, thì cái phòng mút này nó sẽ mớp rất là nhiều luôn người. Đó. Mớp rất là nhiều nha, thì cái cây này đánh ít nha. Rồi, giá là 2,3 triệu Tùng bao ship hết cho mọi người nha, không phát sinh cái phí gì hết. Mọi người chỉ cần cọc nhẹ Tùng thôi, thì Tùng sẽ bao ship hết cho mọi người. Rồi, ở đây Tùng sẽ có full một cái combo cho mọi người câu lua nha. Ở đây thì sẽ có dòng này và dây này. Đó. Dây này là tặng kèm nha mọi người. Cái này là tặng kèm. Rồi. Cái này là một cái đèn soi của Thái Lan. Ở này thì nó sẽ có cái dây sạc và cái đèn. Đèn mọi người nha, đèn soi Thái Lan. Bật này mọi người. Đèn này lâu quá không có ấy mọi người, nó không còn sáng nha. Sạc thì người sạc ở đây nha mọi người nha. Ở đây có nút sạc để người tháo ra người sạc tiếp tục. Cái dây này mình sẽ đổi đầu nha. Ở đây nó sẽ có hai chế độ. Đó, chế độ thứ hai và tắt. Đó, thì cái đèn này nó sẽ có hai chế độ. Thì cái này Tùng cũng tặng kèm cho người nha. Khi người mua đồ thì mua gì? Đây. Đây, đây là hai cái món kèm nha. Món kèm thứ ba ở đây sẽ là một cái đống nhái nhái này. Đó. Bên kia nó gửi về nó đưa Tùng. Ở đây thì sẽ có là 3 con 4 con 5 con 6 con nhái nha, nhái giả. Thì những cái con nhái này là có thì người mùa về người phải đánh chơi giải trí hoặc người phải tặng cũng được, chăng tặng cũng được. Cái này còn Tùng cũng tặng luôn nha mọi người nhé, tặng luôn. Tại vì nó chưa vô cái món chính mọi người. Món chính ở đây thì Tùng sẽ có một cái túi này. Cái túi này là cái túi đựng mồi câu. Đó, mồi câu, một cái túi rất là mới luôn nha, một cái túi rất là mới luôn.
đây, một túi rất là mới. Đó, mọi người có thể là đeo chéo cũng được hoặc là đeo hông cũng được, tùy mọi người nha. Mọi người đeo cái nào cũng được, thì cái này nếu mà đeo thì đeo hông thì ok hơn. Bên này sẽ đựng bình nước nè mọi người. Đó, máy ngăn này đựng mồi, mình thích đựng gì đựng nha. Đó, túi còn khá là mới. Rồi, ở đây Tùng sẽ có một dây leader, dây mẹ, dây này là dây của dây số 6 nha mọi người nha, hàng của Japan. Japan nha, sóc leader nè mọi người, sóc leader nha, hàng của Japan này. Đó. Còn nguyên cuộn luôn người, nguyên cuộn nha, hàng hàng thanh lý, hàng thanh lý thôi mọi người. Đó. Nguyên cuộn này dễ anh em có thể chơi. Đây, sóc leader nè mọi người. Thì sóc leader này mọi người sẽ nói với cái Japan em mọi người nhé. Đây, và ở đây Tùng sẽ có một cái cuộn Toman, là Tùng sẽ bán cái sóc leader, dây Toman. À, cái túi và một cái hộp mồi kia đó, lát cùng nói người. Đây dây Toman nha, dây Toman này chính hãng, chiều dài là 150m, là mát là 17kg và thông số của nó là 2.0 nha. Đây hàng chính hãng nè mọi người nha, đây là hàng chính hãng. Đây 150m dây số 2. Đó, tôi bán kèm hết cho mọi người luôn. Đây, đây là ba món nha. Cái món cuối cùng đây là một cái hộp. Hộp này là hộp của Japan nha mọi người nha. Hộp VS 3020. Đây. Hộp này hộp nhựa. Đây. Ở trong này thì mọi người sẽ ngăn ra. Ngăn, thích ngăn như thế nào thì mọi người lấy cái này, mọi người sẽ ngăn ra cho Tùng nha. Đây, mọi người đựng. Ở trong này nó sẽ có hai cái miếng ngăn như thế này. Thì giá mới cái này là tầm khoảng 7.5 nha. Cái này là 7.5. Cái hộp này là mới 100% nha. Mới này của con, cái này là bên Nhật sách về là 750 nha, với S 3020 này, mới 100%. Đây, hàng của Nhật nha, miền Japan, hàng này mới 100% nha. Đấy, Tùng sẽ bán là cái hộp này, dây Toman, dây sóc leader và cái túi như thế này người nha. Tùng sẽ bán thì cái hộp này có thể bao bừa túi này luôn rồi. Đây. Đây. Rồi. Còn cái này là khi mà người mua, khi mà người mua bốn cái món này mọi người thì người sẽ được tặng kèm. Tặng kèm với cái này nha, tặng kèm. Tặng kèm với cái đèn này. Vòng này, vòng đã móc vô mọi người. Dây này và nhái, nhái cái này Tùng sẽ tặng kèm nha, không có tính gì hết. Thì tính ra cái này là, cái này mua cái dây sóc leader này thì cũng giá cũng gần 300 ngàn nha mọi người nha, gần 300 ngàn. Dây Toman chính hãng này gần 200 ngàn rồi, tính ra thì Tùng cho tới 450 đi, 450. Còn cái hộp này mọi người mua mới là tầm khoảng 700 mấy mọi người nha. Còn cái bao này thì còn mấy trăm nữa mọi người nha. Rồi Tùng sẽ thanh lý hết ở trong này á, nguyên cái bộ này mọi người là giá 600 bao ship này, 600 ngàn bao ship. Thì giá cái này là chỉ ngang cái hộp này thôi mọi người, chưa bằng cái hộp này luôn. Đó, giá 600 là Tùng sẽ bao ship hết cho mọi người nha. Và mọi người sẽ được tặng thêm những cái món này, giá 600 ngàn. Đây, 600 ngàn nha. Đấy, mọi người có cân nhắc kỹ. Mọi người ra kêu người mua cái sóc leader. Cái sóc leader đây á, thì mọi người câu á, thì mọi người sẽ câu rất là lâu nha. Tại vì cái này nó rất là dài luôn, dài dây số 6 luôn. Đấy, với lại dây Toman này, dây Toman này mọi người mua. Đó, Tùng bán chỉ có 600 ngàn thôi. Tùng sẽ bao ship cho mọi người và được tặng một đống đồ nữa mọi người. Cái này thì mọi người sẽ đi câu đêm nè, mọi người xài nè. Hoặc mọi người không cần đi câu đêm, mọi người ở nhà mọi người soi, nhiều khi trời cúp điện mọi người có thể soi. Đó, soi. Và đây được tặng kèm máy dây nè. Đó, đó là những cái món hôm nay Tùng muốn thanh lý cho mọi người. Mọi người muốn thích cái món nào thì mọi người cứ báo Tùng nha. Báo Tùng. Đó, Tùng sẽ ship cho mọi người luôn. Giá thì Tùng cũng công khai hết trong clip rồi. Đó, anh em mà ưng cái món nào thì cứ báo Tùng nha. Còn bây giờ thì Tùng cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của Tùng. Clip cũng rất là dài luôn. Tùng cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye.